Hello anh em đã quay lại với video của laptop K1 và mình là Nguyễn Kha, nhà Lenovo phân chia rất rõ ràng các phân khúc laptop của họ. Nếu như anh em cần máy có hiệu năng khỏe và ngoại hình ngầu, chúng ta có những chiếc như Lenovo Legion 5, Legion 5 Pro. Nếu như chúng ta sử dụng văn phòng thì có những chiếc như IdeaPad 3 và IdeaPad 5. Nhưng có rất ít anh em biết đến có một phân khúc nằm ở giữa đó, đó là những chiếc Lenovo IdeaPad 5 Pro. Có yếu tố Pro thì sẽ có chip hiệu năng hát khỏe hơn và có card đồ họa rời. Và với những chiếc IdeaPad 5 Pro này thì hướng đến người dùng là không cần hiệu năng quá khỏe, cần một cái ngoại hình nhìn nó hiền hòa và đặc biệt là máy nó nhẹ nhàng vẫn có hiệu năng khỏe. Và trong video ngày hôm nay chúng ta hãy tìm hiểu đánh giá cụ thể chiếc Lenovo IdeaPad 5 Pro đời 2023. Nó có cấu hình là Intel Core i5 13500H và nó có cái card đồ họa rời là RTX 3060 6GB luôn anh em nhé. Và màn hình 2K. Anh em hãy theo dõi hết video này để xem có đáng đồng tiền bát gạo bỏ ra không nhé. Cảm quan đầu tiên khi anh em nhìn chiếc laptop này, nó là một chiếc laptop văn phòng chứ không phải là laptop gaming. Cái ngoại hình của nó nhìn hiền hòa luôn. Và nó có cân nặng là 1,95kg cả sạc luôn anh em nhé. Sạc nó nhẹ không nặng đâu anh em. Và chiếc laptop này phù hợp với cả các bạn nữ sử dụng cũng thoải mái luôn. Toàn bộ thân vỏ của máy được làm một màu xám toàn bộ luôn. Và nó được làm bằng vỏ kim loại. Kim loại thì nó chắc chắn nó không phải là cái loại kim loại mà nó mềm va đập một cái nó dễ bị chảy móp luôn anh em nhé. Từ mặt A, mặt C và mặt gầm của máy đều bằng kim loại luôn. Cầm nó chắc nịch và không có hiện tượng nó bị ọp ẹp đâu anh em ạ. Cái lớp vỏ kim loại này thì nó cầm không bám mồ hôi tay nhiều đâu anh em, nhưng mà nó khá bị dễ chảy xước. Cho nên anh em khi mua máy về mình khuyên anh em mình nên dán skin tất cả cái mặt này lại và mặt tỉ tay để tránh bị chảy xước trong quá trình sử dụng. Và khi bán máy lại nó được có giá hơn anh em. Thiết kế bản lề chính giữa một thanh và nó có thể mở thẳng đến 165 độ anh em nhé. Nó không mở thẳng 180 độ đâu, anh em nên cẩn thận khi mở máy mình ra. Và với cái thiết kế bản lề này nó cũng cực kỳ chắc chắn luôn anh em. Anh em không bị lo nó flex bản lề khi bị gió thổi vào đâu anh em nhé. Và một thiết kế rất hay của nhà Lenovo, nó là cái mặt A có một G nhô lên một chút để giúp anh em mở máy lên nó nhẹ nhàng và dễ dàng hơn. Và khi mở máy ra, điểm khen đầu tiên của chiếc laptop này đó là cái màn hình độ phân giải 2,5K, kích thước 16 inch và nó có độ chuẩn màu 100% RGB và lại còn thêm những 120Hz nữa để cho anh em chiến game vẫn có thể chiến được. Cái màn hình này nó có viền cạnh cực kỳ mỏng luôn anh em. Phía mép trên đó là camera có nhận diện khuôn mặt anh em nhé. Và trong khoảng tầm tiền và đối thủ của những chiếc Lenovo IdeaPad Gaming 3, chúng ta có thể đến như là Acer Swift X này hoặc là HP Victus 15 thì đều không có cái màn hình nó đẹp như chiếc Lenovo IdeaPad 5 Pro này được. Đây là điều mà anh em làm đồ họa rất thích chọn chiếc laptop này, bởi vì nó 100% RGB và độ phân giải của nó 2,5K luôn. Dùng Spyder X2 Ultra hiệu chỉnh màn hình, chúng ta được cụ thể các thông số như sau mà anh em làm đồ họa nào cũng sẽ phải thích thôi. 90% sRGB và 73% Adobe RGB, 67% NTSC. Đánh giá chung với cái màn hình này, nó đáp ứng đối với anh em làm đồ họa chuyên nghiệp, nó thoải mái rồi anh em ạ. Và chiếc màn này nó là màn nhám cho nên góc nhìn của nó rất là rộng luôn anh em. Ở Lenovo Slim 7 cũng có một phiên bản màn hình nó y hệt như này, nhưng nó có phiên bản màn cảm ứng thì nó sẽ là màn gương, góc nhìn nó màu sắc có thể sặc sỡ hơn, nhưng góc nhìn của nó nhìn nó dễ bị lóa hơn khi anh em làm việc ngoài trời. Về kỹ thuật thay màn hình với chiếc laptop này, với cái cấu tạo thành một thanh nẹp ở giữa, việc tháo cái màn hình này nó không đơn giản đâu anh em. Và với cái giá màn hình này thay nó loanh quanh tầm khoảng hơn 4 đồng cái màn hình này đấy, anh em dùng máy phải giữ gìn cẩn thận nhá. Bàn phím trên Lenovo IdeaPad 5 Pro 2023 nó được thiết kế full size. Cái layout phím của nó thì tương tự những dòng như Lenovo Legion 5 Pro, nhưng hành trình phím của nó không được sâu và gõ, nó không được đầm, không được êm như những dòng Legion 5 Pro đâu anh em ạ. Nhưng đây là một chiếc bàn phím số full size như mình đã nói, thì trong tất cả những phân khúc ấy thì Lenovo IdeaPad 5 Pro nó thuận tiện cho các bạn hay phải làm kế toán nhập số liệu nhiều đây, mà trong tất cả các phân khúc không có chiếc laptop nào có cái bàn phím số như này mà vẫn có hiệu năng cao đâu anh em ạ. Bởi vì là một chiếc laptop hướng đến dân làm việc cho nên là không có đèn led nhiều màu đâu anh em. Bàn phím chỉ có một đèn led màu trắng thôi, anh em có thể bật tắt bàn phím qua phím FN Space, bật tắt và chỉnh cường độ sáng như vậy mà thôi. Bởi vì mặt C của máy được làm bằng kim loại toàn bộ luôn cho nên anh em khi gõ phím nó sẽ không có hiện tượng flex khi xảy ra đâu anh em nhé. Anh em thoải mái căng tay mà gõ phím trên chiếc laptop này đi. Không biết anh em như thế nào nhưng cá nhân mình rất thích cái bàn phím của dòng Lenovo nói chung, bởi vì cái phím điều hướng này lên xuống trái phải nó rất to và nó tách biệt ra hoàn toàn khỏi những bàn phím khác. Phía bên trên bàn phím chúng ta thấy có một lỗ dài nhỏ li ti, rất nhiều anh em tưởng đây là vị trí của loa phát âm thanh nhưng không phải đâu. Cái vị trí này thứ nhất để
cho nó đẹp thôi nha. Và một phần nữa để hút gió đối lưu tản nhiệt tốt hơn thôi. Phía bên dưới bàn phím chúng ta thấy có một bàn di chuột Toothpad rất lớn luôn. Cái kích thước này nó to gần bằng bàn tay luôn anh em. Và mặt bên trên của Toothpad này nó được phủ một lớp kính để chống bị chảy xước hoặc chống bị bám vân tay. Và với cái bàn di chuột này anh em vuốt thao tác 2 ngón, 3 ngón, vuốt chạm thậm chí 4 ngón cực kỳ mượt mà luôn. Đây là một cái bàn di chuột chứ danh là dành cho các bạn làm văn phòng luôn đây rồi. Và về mặt kỹ thuật thì cái bàn di chuột này nó được thiết kế liền mạch luôn, nút bấm trái phải được hai bên. Và việc tháo thay thế cái bàn di chuột này nó rất dễ dàng anh em ạ. Anh em thậm chí có thể đảo bàn di chuột của rất nhiều mã máy được với nhau. Là một chiếc laptop được thiết kế dành cho dân làm việc cho nên các cổng kết nối được trang bị cực kỳ đầy đủ luôn. Anh em có thể nhìn thấy rất dễ dàng. Bên cạnh trái của máy chúng ta có lần lượt các cổng kết nối như là chân cổng cắm sạc và một cái đèn báo chân cổng cắm sạc. Nếu pin chưa đầy nó bật đèn báo đèn vàng, mà pin đầy rồi sẽ báo đèn trắng anh em nhé. Một cổng HDMI 2.1, hai cổng USB Type-C và cổng này có một cổng có hỗ trợ Thunderbolt 4. Và cái cổng USB Type-C này anh em có thể cắm cổng chân sạc cũng có thể sạc được pin cho máy nhé. Bên cạnh phải chúng ta có hai cổng USB Type-A 3.2 Gen 1 và có một cổng Away-On. Cái cổng này anh em có thể sạc pin điện thoại lên luôn, nó có điện áp cao hơn anh em ạ. Tiếp đến đó là một jack cắm tai nghe có kết hợp luôn cả mic. Và tuyệt vời nhất đó là một khe cắm thẻ nhớ SD dành cho anh em chụp ảnh, rất thích cái thẻ nhớ này. Và phía bên trên chúng ta sẽ có một IR cam có độ phân giải là 1080 luôn anh em. Nhìn nó khá là mịn luôn so với dòng laptop gaming. Và đây những chiếc laptop văn phòng thì lần đầu tiên mình thấy cái cam nó đẹp như thế này. Và điều rất nhiều anh em quan tâm về chiếc laptop này nhất đó là cái cấu hình của nó. Anh em có thể nhìn thấy đâu, đây đầu tiên là sẽ có cái logo của Nvidia chứng nhận Studio, tức là nó có thể đáp ứng để anh em làm đồ họa chuyên nghiệp luôn rồi đấy nhá. Và chúng ta sẽ lướt qua luôn cái hiệu năng của nó như sau. Được trang bị cấu hình Intel Core i5 13500H 12x16 luồng và có RAM sẵn 16GB, ổ cứng SSD 1T và có card đồ họa dày RTX 3000 6GB. Và anh em thường chỉ nghe thấy 3000 4GB luôn đúng không? Nhưng đời 2023 này tất cả các dòng laptop đều có một phân khúc đó là RTX 3000, nó là 6GB. Và trên chiếc laptop này nó ăn 90W điện luôn anh em. Lát nữa anh em xem mình test game nó ăn được hiệu năng và FPS cụ thể bao nhiêu nha anh em nhé. Đánh giá sức mạnh của con CPU 13500H này thì dùng Cinebench R23 chúng ta hiệu chỉnh được cái điểm số khá là cao đây anh em. 8055 điểm đa nhân, 1608 điểm đơn nhân. Đánh giá cái điểm này thì thuộc một con laptop gaming tầm trung rồi anh em ạ. Và RAM trên chiếc laptop này anh em lưu ý nó là RAM bắn chết trên mình, nó không thể nâng cấp được anh em nhé. RAM bắn chết 16GB bớt 5200. Và với 16GB này thì mình nghĩ đối với anh em làm đồ họa về mức cơ bản, nói chung trai 2 đi chăng nữa thì vẫn ổn luôn anh em. Cứng trên máy có sẵn đó là ổ SSD 1T Micron, nó là ổ PCIe Gen 4 luôn và cho tốc độ đọc ghi rất ấn tượng luôn anh em. Dùng BodyMark TimeSpy đánh giá điểm của cả CPU và GPU của chiếc laptop này cho 5563 điểm. Phần mềm đánh giá nó là Grid anh em ạ, bởi vì một chiếc laptop để làm việc chứ không phải một chiếc laptop chơi game rồi. Và dùng Full Mark Chest Test các đoạn dày RTX 3000 6GB này, nhiệt độ của nó loanh quanh trong khoảng chỉ dòng 6x độ thôi anh em. Và FPS nó ổn định loanh quanh ở mức 65 đến thấp nhất là khoảng 63 FPS. Đây là một mức nói chung đánh giá để chúng ta biết được hiệu năng của cái card đồ họa rời này thôi nhá. Nhưng điều mình muốn nói đến đó là cái nhiệt độ của card đồ họa rời nó chạy ổn định và đều, nó không bị tăng quá nhiệt trong thời gian dài. Bởi vì đây là một chiếc laptop mỏng, cái hệ thống tản nhiệt của nó không phải quá tối ưu như dòng Legion 5 hay Legion 5 Pro. Và một điều rất nhiều anh em băn khoăn với cái hệ thống tản nhiệt của những dòng laptop mỏng nhẹ này, đó là cái cơ chế tản nhiệt nó không phải tản nhiệt ra phía sau gáy của máy hay là hai bên cạnh của máy, mà nó tản nhiệt thẳng vào cái nẹp của bản lề này. Rất nhiều bạn sợ là cái nó tản nhiệt thổi thẳng vào cái màn hình nó bị hỏng màn hình, nhưng mà không phải đâu anh em. Khi nhà sản xuất họ đã thiết kế ra rồi như này thì nó sẽ không ảnh hưởng gì đến màn hình đâu. Cái này mình khẳng định luôn anh em, bởi vì chưa cái laptop nào bị chết cái màn hình vì cái yếu tố này đâu anh em ạ. Mà nó sẽ gây hiện tượng hơi khó chịu đối với anh em, đó là những hơi nóng khi nó tản nhiệt ra nó sẽ quẩn lại ở khu vực loanh quanh bàn phím này, làm anh em có làm việc nó vẻ hơi khó chịu thôi. Và để đánh giá hiệu năng của nó tốt hơn thì mình đã làm một video test 10 game nặng trên chiếc laptop này rồi. Link ở của video mình để phía dưới phần comment này nhá. Anh em nào quan tâm thì có thể xem video đấy. Và lát nữa mình sẽ đánh giá cụ thể xem nhiệt độ và hiệu năng của nó ra làm sao. Và đánh giá chi tiết hệ thống giải trí hai loa của chiếc laptop này mình đánh giá nó khá là hay ho đấy anh em. Thậm chí mình đánh giá nó còn nhỉnh hơn cả trên Legion 5 Pro luôn anh em nhé. Hai loa nó không có loa chép hay bát cụ thể to khủng bố đâu, nhưng nghe là âm lượng nó lớn hơn và nghe nó có chiều sâu. Anh em thử nghe thử xem. Và đã dùng laptop rồi, anh em quan tâm nhất điều gì? Đó là thời lượng pin chứ còn gì nữa. Pin trên chiếc laptop này nó được trang bị là 75 Wh.
Đáng nhẽ ra nếu với một viên pin một chiếc laptop mỏng nhẹ thế này nhét cố thêm khoảng 9 Wh nữa thì thời lượng sẽ tốt hơn đúng không anh em? Nhưng mà với 75 Wh anh em dùng văn phòng cũng loanh quanh được tổng khoảng trên 3 tiếng rồi anh em nhé. Còn đối với anh em mà chiến game hay làm đồ họa thì bắt buộc phải cắm sạc lại thì nó mới có hiệu năng tốt được. Và khi test game cụ thể trên chiếc laptop này mình khá là quan ngại, bởi vì một chiếc laptop mỏng như thế này thì không biết hiệu năng của nó ra sao và nhiệt độ của nó liệu có kéo được những game nặng hay không. Với những game đầu tiên đó là những game nặng AAA như là Tomb Raider Definitive Edition thì nó kéo khá tốt luôn anh em. Ở mức setting là hai setting luôn đấy, mình bật không bật ray tracing, hiệu năng card họa rời lót 100% và nhiệt độ của chip và của card họa rời nó loanh quanh tầm khoảng dưới 70 độ, rất ấn tượng luôn anh em. Và FPS khi chơi game nó loanh quanh tầm khoảng 70, 80, thậm chí lên 90 FPS luôn để anh em thoải mái có thể chạy hát. Còn với những game chẳng hạn như GTA 5 thì nó quá đơn giản luôn rồi anh em. Với mức chúng ta để hai setting luôn thì GTA 5 nó cần vô tư luôn. Anh em không phải xoắn gì đâu với game như là GTA 5 này nhá. Một game căng đét luôn về phần cứng đó là Cyberpunk thì mình để mức cũng là default setting luôn. Và nhiệt độ của CPU nó nóng hơn rồi anh em ơi, tầm khoảng 85 độ. Và FPS của nó loanh quanh tầm khoảng dưới 50 FPS. Nói chung với game Cyberpunk thì anh em vẫn có thể chơi ở mức là ổn thôi anh em ạ, không phải là quá ngon đâu. Chuyển sang các game bắn súng khác như là PUBG, mình để trước mức là very low setting thì nhiệt độ của CPU và GPU loanh quanh nó cũng của CPU lên hơn 80 độ luôn anh em, của card họa rời thì tầm khoảng 60, nói chung là dưới 70, và FPS loanh quanh tầm khoảng 70, 80 đến 90 FPS. Với cái FPS này và ở mức là low setting, very low setting thì chúng ta vẫn có thể chạy hát được thoải mái luôn. Và một game nữa nó cũng ăn phần cứng khá nhiều đó là Call of Duty Gunfight, thì ở đây thì nó cũng nhiệt độ cũng ở dưới mức 80 độ luôn thôi, và card họa rời của nó cũng loát full 100%. Nhưng mà mình có một điều mình cũng băn khoăn đó là card họa rời loát chưa lên đến được 80W điện, mình cũng đã setting tất cả các yếu tố rồi nhưng mà card họa rời gần như nó chưa loát full hết công năng của nó sao, mặc dù mình đã nhìn thấy nó đến loát đến 99, thậm chí là 100% rồi. Để anh em nào không biết anh em nào có thể setting được điện của ăn card họa rời nó khỏe hơn không thì comment phía dưới video này nhé. Vừa rồi chúng ta test game nó khá ổn đúng không anh em? Còn với làm việc thì sao? Với chip Intel 13500H này nó khá ổn để anh em làm những công việc như là edit, CapCut chẳng hạn này, hay là Adobe Premiere Render, nó không phải là trâu bò kéo giống như Legion hay Legion 5 Pro, nhưng nói chung vẫn đáp ứng ổn đối với anh em. Nó không phải như những chiếc văn phòng đâu, anh em vẫn có thể kéo thẳng căng luôn chiếc laptop này nhá. Mặc dù trên Lenovo Vantage không có các chức năng bật tắt card họa rời, nhưng chúng ta vẫn có, anh em có thể nhìn thấy đây là Advanced Ultimate, bật tắt card đồ họa on. Chúng ta chơi game hay là đồ họa nhiều có thể chuyển sang chế độ NVIDIA GPU Only này, chạy một card đồ họa rời RTX 3090 căng đét luôn. Anh em có hiệu năng tốt nhất khi là làm đồ họa hay là chơi game. Khi tháo mặt đề của máy ra, chúng ta nhìn thấy ngay được là một viên pin có kích thước khá lớn. Nó chỉ có dung lượng là 73Wh thôi anh em ạ. Đảm bảo cho anh em có thể dùng được trên 3 tiếng khi làm việc văn phòng. Còn khi mà chơi game hay làm đồ họa thì anh em phải cắm sạc vào thì nó có hiệu năng tốt nhất. Tiếp đến chúng ta nhìn hai quạt nhiệt rất lớn và khe hai ống tản nhiệt thổi thẳng về phía sau của máy. Với cái tản nhiệt này nó sẽ kéo đủ cho con i5-13500H. Và anh em cũng không nhìn thấy khe cắm RAM đâu, bởi vì như đầu tiên video mình đã nói đây là RAM 16GB bắn chết trên bên rồi. Và máày chỉ có một khe cắm ổ cứng SSD NVMe để anh em thay thế thôi nhé. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau đánh giá tìm hiểu cụ thể chiếc Lenovo IdeaPad 5 Pro đời 2023. Cái tên cụ thể của nó là Lenovo IdeaPad 5 Pro 16IR-H8. Chúng ta có một chiếc laptop thiết kế kiểu dáng chắc chắn full bằng kim loại luôn cho anh em nhé. Nó nhẹ nhàng, loanh quanh tầm 2kg, thuận tiện cực kỳ di chuyển đi lại. Tiếp đến chúng ta có một chiếc laptop có hiệu năng vừa phải, nó không phải là quá ngầu hoặc là có hiệu năng quá khủng như Legion 5 như mình nói trong video rồi, nhưng nó vẫn đáp ứng với các bạn làm hiệu năng ở mức vừa phải. Các bạn nhìn học công nghệ thông tin, thiết kế đồ họa ảnh video ngắn thôi nhá, hoặc là các bạn thiết kế digital marketing, hoặc là các bạn ở bên kế toán cần phải xử lý số liệu nhiều, phải cần CPU khỏe và vẫn phải mang máy đi di chuyển đi lại nhiều này. Tiếp đến chúng ta sẽ có một chiếc laptop có màn hình cực kỳ đẹp luôn, màn hình 2.5K tần số kép 120Hz. Anh em vừa làm đồ họa vừa chiến game được nhá. Và hơn nữa nó chuẩn màu 100% sRGB nữa này. Chưa hết, chúng ta có một chiếc laptop có IRK 1080 này và nó có Advanced Ultimate để anh em chuyển các đồ họa rời, các đồ họa on rất là nhanh gọn luôn. Các cổng kết nối thì rất đầy đủ luôn rồi. Và khi chơi chiếc laptop này, đầu tiên đó là RAM của nó bắn chết 16GB. Đối với anh em thì 16GB nó vẫn là một cái gì để hơi thiếu thiếu, khi cần phải nâng lên 32GB thì chúng ta không thể nâng cấp được rồi.
Và một điều nữa đó là cái hệ thống thoát tản nhiệt nó phả thẳng vào màn hình này, làm nhiều anh em phải lo lắm, mặc dù nó không có hại gì đâu nhưng là tạo cái tâm lý không thoải mái khi sử dụng laptop. Và một điều anh em rất quan tâm đó là giá của chiếc laptop này, đúng không? Anh em search những siêu thị ở Việt Nam bán hàng chính hãng Việt Nam gần như chưa có luôn anh em, tại thời điểm này là cuối năm 2023 rồi, nhưng hàng sách tay Mỹ thì đã có rất nhiều luôn rồi. Và khi dự kiến bán ở Việt Nam, chiếc laptop này thì không dưới 20 đồng luôn anh em nhé. Còn là hàng Refurbished, hàng nhập Mỹ về thì lanh quanh trong khoảng dưới 19 đồng. Nói chung Lenovo IdeaPad 5 Pro ở với phân khúc dưới 19 đồng, anh em sở hữu một chiếc laptop nó văn phòng gọn nhẹ vẫn có thể chiến game ở mức vừa phải được thì đây là lựa chọn số 1 luôn cho anh em. Và anh em nào đã sử dụng dòng IdeaPad 5 Pro này những đời trước này hoặc là đã sử dụng chiếc laptop này, đánh giá sao về nó, anh em hãy comment phía bên dưới video này nhé. Đừng quên like và follow share video này nếu anh em thấy có ích. Xin chào và hẹn gặp lại.